Thưa quý vị, thưa các bạn, là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng trong chuỗi các sự kiện quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản của các địa phương năm 2022. Bộ Công Thương đã hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công và hiệu quả Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022. Hội nghị kết nối tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021 do Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đã kết nối trực tuyến gần 60 điểm cầu trong và ngoài nước, góp phần đưa quả nhãn và nông sản của tỉnh Hưng Yên có thương hiệu, uy tín trên thị trường. Tiếp nối thành công, Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản năm 2022 đã có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Bình Dương, Thái Bình, kết nối trực tuyến với các đại sứ quán, tham tán thương mại, thương vụ tại Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối, sàn thương mại điện tử tham dự. Bộ Công Thương hoan nghênh và đánh giá cao sự năng động của tỉnh trong công tác xúc tiến tiêu thụ nông sản. Với vai trò là cơ quan quản lý điều hành lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tích cực cùng các bộ ngành liên quan, các tổ chức quốc tế hỗ trợ phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp địa phương, trong đó có tỉnh Hưng Yên, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, chủ động đưa các sản phẩm của địa phương vào hệ thống phân phối nội địa và quốc tế, gắn việc tạo nguồn hàng ổn định thông qua các chương trình của chính phủ để thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, đem lại lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng. Tỉnh Hưng Yên hiện có 5.000 hecta trồng nhãn, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 4.800 hecta. Sản lượng nhãn năm 2022 ước đạt 45.000 tấn, trong đó nhãn chín sớm chiếm khoảng 5% diện tích, nhãn chín chính vụ khoảng 85%, còn lại là nhãn chín muộn. Diện tích nhãn đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp đến nay là 1.200 ha, chiếm khoảng 25% tổng diện tích tại 81 cơ sở, vùng sản xuất nhãn trên toàn tỉnh. Không chỉ có nhãn lồng, Hưng Yên còn có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao, đang được người tiêu dùng trong nước cũng như một số quốc gia trên thế giới tin dùng, như chuối tiêu hồng, với sản lượng năm 2022 đạt khoảng 73.000 tấn, cam và loại quả có múi, tinh bột nghệ, long nhãn, mật ong hoa nhãn. Với sản lượng theo mùa vụ lớn như vậy, nên các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho các sản phẩm của tỉnh là hết sức cần thiết. Hợp tác xã nhãn Mỹ Thiết thì đã từng bước thay đổi cái tư duy sản xuất, tư duy cái cách bán hàng, tiếp cận đến từng cái khách hàng. Thứ nếu như vào siêu thị, những cái siêu thị thì chúng tôi sẽ mang các cái sản phẩm chất lượng cao và có truy xuất nguồn gốc và sản xuất theo các cái tiêu chí của từng cái siêu thị một. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ từng bước sẽ thay đổi cái thứ nhất là tiếp cận thị trường làm sao nó nhanh nhất và để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng từng những cái sản phẩm một và cụ thể hóa bằng cái sản phẩm đó cho khách hàng, cho người tiêu dùng được những cái sản phẩm cao nhất, chất lượng nhất cho khách hàng. Thì Hưng Yên, đặc biệt là những cái chương trình mà gọi là tiêu thụ nông sản theo mùa vụ, tức nó chỉ diễn ra trong vòng có một thời gian ngắn thôi, 1 đến 2 tháng thôi, thì cái việc mà hỗ trợ tập trung nó đòi hỏi cái gọi là huy động nguồn lực khá là cao, bao gồm từ huy động chuẩn bị về hạ tầng kho bãi, hạ tầng vận chuyển đến những cái là hạ tầng về công nghệ nữa, để xong khi mà có lưu lượng người mua nhiều thì cũng có thể đáp ứng được. Ngoài ra thì cũng có những cái hỗ trợ về chi phí vận chuyển để có thể coi như là tiết kiệm được thời gian cũng như là chi phí cho những người mua hàng. Trong khuôn khổ hội nghị này, ban tổ chức cũng tiến hành khởi động các chương trình đưa nhãn lồng và nông sản Hưng Yên lên sàn thương mại điện tử năm 2022, cắt băng xuất hành, đưa nhãn lồng và nông sản Hưng Yên vào các hệ thống phân phối. Đặc biệt, phiên giao thương trực tuyến với các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nông sản từ 7 thị trường xuất khẩu của Việt Nam gồm Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia. 20 doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán nhãn, rau an toàn, tinh bột nghệ, dược liệu với 10 doanh nghiệp phân phối, đã cho thấy việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại luôn luôn mang lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cả người tiêu dùng.